Đây là cặp đấu đáng chờ đợi nhất của vòng tứ kết World Cup 2022, bởi cả đội tuyển Anh và Pháp đều là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Hơn thế, cuộc đối đầu trên đỉnh cao của làng cầu thế giới này còn là những duyên nợ khó đòi giữa hai đại diện ưu tú nhất bóng đá châu Âu. Với tư cách là nhà đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Pháp chỉ cần hai trận thắng trước Úc và Đan Mạch để sớm vượt qua vòng đấu bảng và quyết định tung ra đội hình 2 trong trận thua Tunisia của huấn luyện viên Deschamps ở trận cuối vòng bảng là tính toán vô cùng hợp lý. Những ngôi sao của đội tuyển Pháp tỏ ra quá sung mãn trước Ba Lan ở vòng 1/8 và với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, tung ra 14 cú sút, trong đó có cú đúp thành bàn của Mbappe. Những chú gà chống gô loa dễ dàng có được chiến thắng chung cuộc 3-1 để tiến vào tứ kết. Bên kia sân đội tuyển Anh cũng dễ dàng vùi dập nhà vô địch châu Phi Senegal 3 bàn không gỡ ở vòng 1/8. Hai bàn thắng của Tam sư được ghi ngay trong hiệp 1, lần lượt do công của tiền vệ Henderson và đội trưởng Harry Kane. Bàn còn lại được ghi bởi Bukayo Saka ở đầu hiệp 2. Nếu tuyển Pháp có Mbappe đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng, thì người Anh cũng là đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất sau 4 trận đấu ở World Cup với 12 lần lập công. Không chỉ có vậy, hàng phòng ngự của Tam Sư cũng mới chỉ để thủng lưới có 2 lần kể từ đầu giải. Anh và Pháp, cuộc đối đầu của hai người láng giềng và trận tứ kết này còn được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục chiếc quốc vàng trên đất Qatar. Mbappe cùng các đồng đội sẽ gần hơn mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch World Cup nếu vượt qua tuyển Anh. Còn Tam sư, nếu đánh bại tuyển Pháp cũng có nhiều hơn cơ hội đăng quang tại giải vô địch thế giới kể từ lần đầu tiên vào năm 1966. Về lực lượng, sự vắng mặt ngoài mong muốn nhất bên phía đội tuyển Anh là tiền đạo Sterling, khi ngôi sao đang khoác áo Chelsea này buộc phải trở lại quê nhà do gia đình bị bọn trộm tấn công. Tuy nhiên ngay cả khi trở lại Qatar thì Sterling cũng khó có suất đá chính khi bộ ba trên hàng công là Saka, kane và Phil Foden đang có phong độ cực cao dưới sự hỗ trợ của cặp tiền vệ Bellingham và Henderson. Bên phía đội tuyển Pháp, cơn lốc chấn thương đã lấy đi hậu vệ Lucas Hernandez, nhưng huấn luyện viên để đã có sự trở lại của trung vệ Varane để bổ sung cho hàng thủ. Và đặc biệt trên hàng công của gà trống, cặp đôi Giroud Mbappe vẫn đang nổ súng đều đặn với sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ cực mạnh gồm Tchouaméni, Dembélé và Griezmann. Về phía ngôi sao đáng chú ý của hai đội hình thì ở trận này Harry Kane là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Anh. Kane đã có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2022 sau pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Senegal. Như vậy Trung phong đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham đã có 11 bàn thắng ở các giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia để vượt qua huyền thoại Gary Lineker trở thành chân sút tốt nhất của Tam sư ở những đấu trường quốc tế. Bên phía tuyển Pháp đương nhiên là Kylian Mbappe, sau cú đúp vào lưới của Ba Lan, Mbappe đã ghi 9 bàn tại World Cup trước tuổi 24, sô đổ kỷ lục cũ 7 bàn của vua bóng đá Pele. Cũng sau 4 trận đấu ở World Cup 2022, Mbappe đã đóng góp 5 bàn và 2 kiến tạo cho Pháp, chân sút sinh năm 1998 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn trên đất Qatar hơn nhóm xếp sau hai bàn. Thống kê đối đầu chứng kiến sự vượt trội của người Pháp khi họ đã thắng 3 trên 5 lần gặp tuyển Anh. Tuy vậy, lần gặp nhau chính thức gần đây là Euro 2012, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Nếu xét về phong độ, thầy cho sau kết lại ổn định hơn khi trải qua chuỗi 5 trận bất bại. Trong khi đó, thì Pháp đã để thua 2 trên 5 lần ra sân gần nhất. Đây rõ ràng là một cặp đấu quá cân bằng và rất khó đoán. Cả hai đội đều đang có lối chơi khá tương đồng. Khi sử dụng một trung phong cắm, làm tường cho các tiền đạo vệ tinh có tốc độ cao cùng sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ năng động. Không chỉ có vậy, những ngôi sao của Anh và Pháp đều đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và các chuyên gia đều cho rằng trận này nhiều khả năng sẽ có tỷ số hòa sau 90 phút chính thức, dù những nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn 1 phần 4. Với việc cả hai đội đều đang sở hữu hàng công top đầu World Cup 2022, khi Anh đã ghi tới 12 bàn và Pháp có 9 bàn sau 4 lượt trận, nhiều nhận định cho rằng trận đấu này sẽ tương bừng bàn thắng. Tuy nhiên không hẳn điều này đã đúng, bởi hàng phòng ngự của hai đội bóng cũng chính là vũ khí quan trọng ở giải đấu năm nay. Với những hảo thủ trong hai đội hình, cả Anh và Pháp có lẽ đều chuẩn bị cho cuộc chiến cam go nơi tuyến giữa. Một trận đấu rằng co và có khả năng chỉ khép lại với tổng hai bàn thắng là điều rất dễ xảy ra. Dự đoán kết quả, đội tuyển Anh và Pháp hòa nhau với tỷ số một đều và anh đi tiếp nhờ chiến thắng trên loạt luân lưu 11m.